anh trả giá quá đáng lắm luôn á nhầm. Nghĩ sao mà vết 1.029 mà từ 209 anh trả còn 207 anh. Làm sao mà ai chấp nhận được? Sao? Anh ở đâu? Địa chỉ anh ở đâu? Em giao xe qua liền luôn anh. Dạ em cắt liền luôn anh. Dạ có bộ quà tặng cho anh luôn, free ship cho anh luôn, bảo anh bảo hành cho anh suốt thời gian sử dụng luôn. Dạ dạ anh nhắn em địa chỉ liền nha. Là là là. Rồi tranh thủ mấy đứa, tranh thủ mấy đứa lên xuống đi, giao xe, giao xe chuẩn bị đi giao xe rồi. Mình nói thật sự là chưa bao giờ xe nó rẻ như bây giờ mọi người ơi. Xe Z 1.029 mà mình mới vừa chốt chỉ có 270 chai thôi. Thật sự là không thể rẻ hơn được nữa cả nhà. Biển số Sài Gòn luôn nha. Lăn bánh mới có 4.000 mấy km, một chủ đập thùng luôn. Nếu mà so sánh xe từ bây giờ tới trước Tết á, khoảng 6 tháng thì hôm nay xe nó rớt cũng phải rơi được khoảng hơn 10% nha cả nhà. Nên mình nghĩ bây giờ là cái thời điểm thích hợp nhất để cho anh em sắm xe nha. Rồi mới chốt xong con Z1000 thì có một anh trai tới xem con Trident nha, của Triumph. Xe này 660cc nha, con này cũng khá hot nha cả nhà. Xe build option xương xương khoảng 3-40 chai. Thì con này mình bán chưa tới 200 chai nha, giá cực kỳ tốt luôn. Mình để máy thử cho mọi người xem cái bộ Agapovic này gắn vô xe này như thế nào nha. Odo 9.000 km với nhiều chế độ chạy thì cái con này với lại cái con CB650R của Honda cũng là một cái đối thủ nặng ký với nhau nha. Nếu mọi người chơi xe cũ thì chơi con Triumph này sẽ lợi hơn rất nhiều nha. Là một con xe đến từ Anh Quốc, thiết kế nhỏ gọn, ngồi rất là thoải mái, chạy trong thành phố cực kỳ sướng luôn. Mang nét cổ điển pha trộn với nhiều công nghệ hiện đại, Triumph Trident 660 là một con xe đáng để chơi và trải nghiệm nha cả nhà. Xe đã vào một số option cơ bản mọi người về không phải vào nữa nha, như bảo vệ đèn nè, bảo vệ lốc máy nè, bảo vệ két nước nè, có Evotest hết luôn nha. Mình tặng thêm cho anh em một cặp tay thắng Evotest và một cặp kính Motogadget. Đồ của Triumph thì chưa bao giờ rẻ nha anh em. Một ngày làm việc ở Vương Khê Moto rất là sôi động và hào hứng nha cả nhà. Hôm qua có anh khách coi xe Trident 660 nói là xe đó yếu quá, muốn kiếm cái con CC cao hơn, thì hôm nay mình giới thiệu con Tritrin cho anh nha. Đây là dòng Bonneville 900cc của nhà Triumph. Anh em nào thích chơi Lexus hay là bận vest thì đi con này best luôn nha. Xe đã được upgrade một số option cơ bản, có hai yên option và Bozak trị giá 30 triệu. Thì sau khi mình báo cái con Tritrin 900cc, anh vẫn không chịu luôn. Anh nói phải CC cao hơn mà phải của Triumph mới được. Anh Zai khó quá anh Zai ơi, chắc ở Sài Gòn này chỉ có một mình Vương Khang chịu anh nổi thôi quá. Đây anh Zai, cái xe của anh Zai đây, Triumph Speed Triple 1200RR. Xe đời 2022 mới đi có 6.000 km thôi, rất là mới. Vừa bảo dưỡng lần một luôn, em bán chỉ có 500 mấy chục cành thôi. Thế là anh Zai có qua chạy thử và khen xe đẹp, giá cũng đẹp luôn. Anh có chia sẻ là bên Vương Khang bán xe nhanh gọn, nhiệt tình và sản phẩm đa dạng. Sau khi anh thử xe xong thì anh bảo là để anh về anh hỏi lại vợ anh, và tới bây giờ anh vẫn chưa liên hệ lại với mình. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu hơi nản, nhưng mà không sao đó. Mọi người biết sao không? Có những vị khách của mình á, người ta mua xe rất là dễ, người ta tới mà ta coi một lần duy nhất và ta mua thôi. Và cũng có những vị khách người ta đi coi lại 5-10 lần, người ta tham khảo rất là nhiều nơi và cuối cùng cũng quay lại ủng hộ mình. Cái chuyện đó rất là bình thường. Nên mình và tất cả dealer cửa hàng của mình đều học được cái tính này, kiên trì nhẫn nại, cứ tư vấn nhiệt tình, từ từ khách sẽ ủng hộ mình nếu họ tự họ có nhu cầu. Cũng cùng ngày hôm đó mình chốt được một deal cực kỳ lớn cho một anh trai ở quận 7, Harley Sporter S 1250. Mình có cho số cho một vài bạn dealer ở bên hãng giới thiệu xe mới cho anh, nhưng mà cuối cùng anh vẫn lựa chọn xe cũ, xe lướt bên mình nha. Một lần nữa em xin cảm ơn ở trên đây, cảm ơn anh đã tín nhiệm và ủng hộ Vương Khang rất là nhanh gọn.